Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1542-1543 Hơn nữa, này phong vân bá thể quyết, đối với Tần Trần cũng vô cùng có dẫn dắt, cái kia bá thể quy nguyên tức giận đại sát chiêu, tại Tần Trần trong đầu một lần lại một lần phân tích, diễn hóa lấy, sáu loại áo nghĩa, tại hắn trong thân thể, dần dần ngưng luyện thành đơn giản hình thức ban đầu, lần giao thủ này, thu hoạch rất nhiều, bất quá hắn nhục thân cũng thụ thương nghiêm trọng. Toàn thân huyệt khiếu, đều xảy ra một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thân thể kia cũng khắp nơi rạn nứt, hắn lập tức điên cuồng hấp thu càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong tuyệt thế chân long đang đăng khí, từng đạo chân long bản nguyên bay ra, dung hợp viễn cổ thánh mạch sức mạnh, bù đắp lấy nhục thân nguyên khí linh hồn tổn thương, thậm chí, lần này đại chiến. Đem tầng trần vừa mới đột phá tu vi triệt để củng cố, nhục thân tại chữa trị quá trình bên trong rụt rịch, có loại hấp thu đại lượng sức mạnh sau đó, Muốn lần nữa đột phá ảo giác, như thế nào? Tuyệt thế địa thánh cũng bất quá như thế, căn bản là không có cách giết ta, Phong Vân Thành Tuyệt Học, Phong Vân Bá Thể Quyết cũng không thể đem ta đưa vào chỗ chết. Tần Trần một mặt khôi phục thương thế. Toàn thân tinh khí cuồn cuộn, một mặt đối với Ngược Gió Đạo, Ngươi Ngược Gió, cũng là một đời bá chủ, đã nói còn không tính đếm. Không có giết chết ta, nên lập tức rời đi, ra khỏi tranh đoạt. Cái này ngược gió sững sờ trong lòng cũng tại kịch liệt do dự như bây giờ rời đi thật sự là quá không cam lòng tâm tự mình tới đến cái này diêm la bên trong bí cảnh chẳng những không có nhận được bao nhiêu chỗ tốt ngược lại liền hủy một chút bảo vật thành trì cũng vẫn lạc vài tên cao thủ chẳng những là dạng này chính hắn còn bị thương không nhẹ nhục thân mười phần một nát trạng thái rất là không tốt cứ như vậy hôi lưu lưu đi về sau không còn mặt mũi nhưng mà không đi cũng tương tự bị mất mặt cùng dạng này không bằng hoặc là không làm đã làm thì cho xong trong hai mắt hắn lãnh quan lấp lóe tự hồ hạ quyết tâm cơ thể lần nữa kiên cường nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy ngươi tên tiểu súc sinh này phối nói chuyện với ta bất quá là lấy được nơi này không thiếu bảo vật mới nắm giữ thực lực như vậy muốn ta đi cũng có thể đem tuyệt thế địa đang giao ra nếu không hôm nay liền muốn ngươi chết không nơi tán thân tới. Tiết vô đạo huynh. Chú ý lục thần huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, diệt kẻ này, một người không giết được hắn, ba người chúng ta liên thủ, còn không giết được hắn sao? Hảo. Cái này diêm la bên trong bí cảnh, cũng không cần nói cái gì quy củ, giết hắn lại nói. Tiết vô đạo đã sớm mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, tam đại tuyệt thế địa thánh, trục trịch, liền muốn liên thủ diệt sát. Vô sĩ. Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư nổi giận mắng, phụ thân, nhanh lên ra tay giúp đỡ, càng là vô sĩ. Thương huyền thành chủ Ngao Liệt cũng nổi giận, đồng dạng là tuyệt thế địa thánh, một đại thành trì bá chủ, cái kia phong vân thành thành chủ ngược gió hành vi, thật sự là làm cho hắn khinh thường, đến bây giờ cái tràn diện này, hắn không can thiệp cũng không được. Tần Trần Cường Thịnh trở lại, có thể chống lại một tôn tuyệt thế địa thánh, tuyệt đối không có khả năng chống lại ba tôn tuyệt thế địa thánh nhất định phải bị đánh giết. Về tình về lý, đều phải giúp trợ, thân thể của hắn khẽ động, đáng sợ vạn thế khí tức bao phủ ra, ngăn cản ở tam đại tuyệt thế địa thánh trước mặt, hừ. Ngao liệt, ngươi dám một người ngăn cản ba người chúng ta. Quả thực là tự tìm cái chết. Hôm nay chúng ta liền triệt để diệt ngươi thương huyền thành cùng tiểu tử kia. Tam đại thành chủ không chút nào sợ ngao liệt, dù sao cũng là ba người, liên thủ, có thể đủ quét ngang hết thảy, sớm biết, ba người chúng ta, liền trực tiếp diệt tiểu tử kia tính toán, hà tất cùng hắn đơn đã độc đấu. Ngược gió trong lòng cái kia hối hận, ngươi liền đến thử một lần. Xem ngươi có thể không thể đánh giết tần trần cùng chúng ta. Ngao liệt thành chủ lạnh giọng nói, tần trần. Ngươi qua đây, ta cũng không tin, bằng vào chúng ta hai người liên thủ, còn không ngăn cản được ba người bọn họ. Ngao liệt thành chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta tần trần, độc lai độc vãng, ngang dọc thiên giới, độc bộ một phương, cũng không cần bất luận người nào trợ giúp, liền xem như sống chết đại họa, cũng muốn tự mình tới kháng, dạng này mới có thể tôi luyện chính mình. Tần trần cất cao giọng nói, ta cũng không tin tưởng, cái này tam đại tuyệt thế địa thánh có thể đánh giết ta. Bá, trên người hắn, lôi quan phun trào, không ngừng lấp lóe, từng đạo phù văn ở trên người hắn lưu chuyển, cả người vậy mà hóa thành lôi quan dòng điện hơn nữa một cổ đáng sợ không gian khí tức quanh quẩn mà ra tầng trần không gian bốn phía trở nên mơ hồ lay động lấy thân hóa lôi tam đại tuyệt thế địa thánh xem xét đều điên cuồng hét lên kẻ này đây là đang lấy thân hóa lôi dung hợp không gian lực lượng một cổ chân long khí viễn cổ thánh khí tại tầng trần trên thân quanh quẩn lưu chuyển không tốt kẻ này đang lợi dụng vậy tuyệt thế địa trong nội đang thật long chi khí cùng với viễn cổ thánh mạch đang diễn hóa lôi đình pháp tắc. Một khi thành công, hắn đem hóa thành lôi đình, dung nhập hư không, lại thêm có thế trưởng khống nơi này diêm la ma khí, ở nơi này diêm la bên trong bí cảnh, bọn hắn thật vẫn khó mà bắt lại hắn. Tiết vô đạo bọn người kinh sợ vạn phần, bọn hắn đều nhìn ra, tầng trần thân thể biến hóa, loại này lấy thân hóa lôi chi thuật, là quy tắc áo nghĩa tối cường thể hiện, người bình thường căn bản là không có cách làm đến. Một khi Tần Trần làm được, hắn đem ngang dọc hư không, coi như ba người bọn họ liên thủ, có thế giết chết Tần Trần, có thế căn bản bắt không được Tần Trần thì có ích lợi gì, nhất là tại Diêm La bên trong bí cảnh, Tần Trần còn có thể trưởng khống Diêm La ma khí sức mạnh, có thể xuyên qua bất kỳ địa phương nào, ba người bọn họ thật đúng là không có nắm chắc đem Tần Trần lưu lại. Tam đại tuyệt thế địa thánh đều biết, lấy Tần Trần khủng bố như vậy nhưng, ở đây lấy được nhiều như vậy bảo vật thậm chí còn có thiên thánh đang dược về sau bước vào địa thánh hậu kỳ trở thành tuyệt thế địa thánh đó là chuyện chắc như đinh đóng cột một khi bọn hắn không thể đột phá thiên thánh đối phương đến đây báo thù bọn hắn tam đại thành trì chắc chắn lâm vào nguy cơ thậm chí coi như bọn hắn đột phá thiên thánh nhìn thấy tầng trần biểu hiện trước đó trong lòng cũng vạn phần thấp thỏm không dám xác định có thể ở tầng trần báo thù sống sót tầng trần tiểu hữu trên thân rốt cuộc có bao nhiêu bí mật làm sao có thể đáng sợ như thế thánh chủ truyền nhân thật sự có khủng bố như vậy sao thương huyền thành chủ thứ lần đều cho rằng tần trần đã tới gần tuyệt cảnh nhưng mà nhiều lần đối phương đều có có thể cơ hội thoát thân cái này thật sự để cho người ta hoài nghi hắn là không phải là không được diệt vong phải không lấy thân hóa lôi bản tọa ngược lại muốn xem xem các hạ đến cùng phải hay không không gì làm không được khó mà bắt hừ, ngươi tiểu tử này, đích thật là hung tàn, giết ta vô không tổ chức thích khách, còn lớn như vậy dao động xếp đặt. Lấy được tuyệt thế địa đan, tuyển cổ thánh mạch, thật sự cho rằng ta vô không tổ chức dễ ức hiếp sao. Một cái âm trầm âm thanh vang lên. Cũng không biết là đến từ phương nào, càng không biết là người nào phát ra, xoẹt, một đầu dài đạt ba trượng kiếm mang, từ nơi này đại điện cái nào đó bên trong hư không bắn ra, hướng về phía tầng trần sau lưng của, trực tiếp ám sát tiến vào. Kiếm mang kia mặc dù không dài, nhưng uy lực lại đủ đã xuyên thủng tuyệt thế địa thánh, cầm kiếm người, là một cái bóng màu đen, toàn thân quấn quanh lấy rớt xuống tia sáng và ý vị, cái kia dày đặc âm khí, chỉ cần để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhất là kiếm mang kia bên trên, chảy xuôi ánh sáng âm lãnh, thiên địa vạn vật đều giống như bị cái này ám sát người tự xưng bản tọa, thế mà cũng là một vị khoáng thế tuyệt đại tuyệt thế địa thánh cái này âm u lạnh lẽo tuyệt thế địa thánh hiển nhiên là mưu đồ đã lâu tiến hành tuyệt sát nhất kích kiếm quang xuyên thủng một kiếm tất sát kiếm mang kia đang đến gần tầng trần thời điểm đột nhiên trên dưới vẫy một cái biến hóa thành một cái tuyệt sát chi chiêu vậy tuyệt sát kiếm chiêu biến hóa ở giữa thế mà bao phủ lại một phương thiên địa phương thiên địa này không gian bị giam cầm vạn vật đều trầm luân tạo thành một cái đặc biệt động thiên tiểu thế giới một phe này lĩnh vực hoàn toàn trở thành người kia thiên địa, hơn nữa, cái kia một thanh màu đen cổ kiếm, cũng bốc cháy lên, âm trầm ma khí quanh quẩn, vậy mà cũng dẫn động diêm la ma khí. Đem diêm la ma khí hấp dẫn vào trong đó, tạo thành đáng sợ chiến lực, một kiếm ở giữa, tầng trần bị triệt để bao phủ, lực lượng đáng sợ, chấn nhiếp vạn cổ hết thảy, cái này một chuỗi dài thủ đoạn, đối phó tầng trần cái này địa thánh trung kỳ võ giả liền xem như vượt qua tuyệt thế địa thánh tồn tại đều e rằng không cách nào giải cứu vô không tổ chức thủ lĩnh tuyệt mệnh thương huyền thành thành chủ ngao liệt con mắt đều nhanh đã nứt ra nhưng hắn giờ này khắc này lại không có một chút biến hóa chỉ có thể trơ mắt nhìn tầng trần sắp bị ám sát bởi vì tại hắn thần niệm phản ứng lại thời điểm tuyệt mệnh sát chiêu đã hoàn toàn đem tầng trần bao phủ ở bên trong hết thảy mọi người cũng không có ngờ tới vô không tổ chức thủ lĩnh sát thủ tuyệt mệnh đột nhiên xuất hiện trực tiếp ám sát, cái gì, vô không tổ chức người vậy mà cũng ở nơi đây. Đáng giận, vậy mà nhường vậy tuyệt mệnh đoạt mất. Không. Cái kia tần trần, khẳng định có thủ đoạn phản kích, chúng ta có thể nhường hai người bọn họ bại câu thương, tiếp đó cướp đoạt tuyệt thế địa đan, đủ loại bảo vật. Không tệ, chuẩn bị, cùng một chỗ đánh giết. Thiên duyệt thành tiết vô đạo. Cổ ngữ thành chú ý lục thần, phong vân thành ngược gió ba người, còn đánh tần trần bị ám sát, phản kích tuyệt mệnh, tiếp đó lưỡng bại câu thương, bọn hắn hảo đồng loạt ra tay bắt chủ ý, nhưng mà, màn tiếp theo, liền làm đến bọn hắn thất vọng, cái kia cực lớn sát chiêu, bao phủ xuống đi, lại rơi rỗng, tần trần hình thể oanh một tiếng nứt ra, đứt thành từng khúc, hắn mặt mỉm cười. Mặt cho sát chiêu đánh giết, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, kiếm thế sát chiêu chém trúng một cái lôi quan huyễn ảnh, đem hư không đánh nổ vậy tuyệt mệnh thủ lĩnh phát ra khiếp sợ gầm thét tại sao có thể là phân thân ta rõ ràng dùng mệnh kiếm phong tỏa khí tức của hắn không phải là phân thân huyễn ảnh hắn tại sao có thể giấu dếm tai mắt của ta hừ vô không tổ chức sát thủ tuyệt thế địa thánh cường giả thế mà không biết xấu hổ như vậy đánh lén ta một cái địa thánh trung kỳ võ giả thật đúng là ti tiện a truyền đi không sợ thiên hạ cười nhạo sao một thanh âm từ đại điện mặt khác một chỗ truyền lại mà đến lôi qua ngưng kết hóa thành bóng người thế mà chính là Tần trần người núp trong bóng tối muốn đối phó bản thiếu đáng tiếc ngươi nghĩ nhiều lắm bản thiếu làm sao sẽ bị ngươi bực này ti tiện người ám toán các hạ bây giờ hẳn là tức giận đến muốn học máu a à? nói thật cho ngươi biết bản thiếu đã sớm dự liệu được các hạ sẽ mượn gió bẻ măng bởi vì các hạ mặc dù giấu ở trong đại điện này khí tức ẩn nấp vô cùng hảo, nhưng mà bản thiếu có thế trưởng khống diêm la ma khí, khí tức của ngươi. Vẫn là bị bản thiếu cảm giác được, cho nên, nơi này bất kỳ động tĩnh nào đều không giấu được ta, từ vừa mới bắt đầu, ngươi đánh lén liền không khả năng thành công. Tần Trần Đích thật là đã sớm dự liệu được còn có dòng ngó người, hắn vừa mới vận dụng tuyệt thế chân long đang đăng khí cùng viễn cổ thánh mạch thúc dục lôi đình hóa thân, mặc dù không có chân chính hóa thân lôi đình, nhưng mà sức mạnh sấm sét vẫn là bắt được cái này một cổ âm lãnh sát cơ lại thêm hắn đã sớm biết được vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia nhân đến nơi này bởi vậy ở trong chớp mắt liền sáng lập ra một cái lôi đình phân thân mà tự thân lại lặng yên mai phục đi tại trước mắt cục diện hỗn loạn dưới tình huống thế mà nhường vô không tổ chức tuyệt mệnh thủ lĩnh đều ăn rồi một cái thiệt thòi lớn hừ ngươi cho rằng ngươi có thể đủ trốn được sao ngay tại tầng trần trong lúc nói chuyện một cái hiện ra trồng trắng mắt lạnh nhạt thân ảnh xuất hiện hắn mang theo lạnh nhạt tàn nhẫn vô cùng đại thủ mở ra vô tận hàng khí quanh quẩn hóa thành âm hàng lĩnh vực từ tầng trần đằng sau sinh sinh trấn áp xuống hồn hỏa thế gia cung phụng độc la hâm đám người giật nảy cả mình từng cái chấn động mãnh liệt người vừa tới không phải là người khác chính là hồn hỏa thế gia lần này đến đây thương huyền thành lĩnh đội tuyệt thế địa thánh cung phụng độc la hâm phải không thực sự là ngu xuẩn, hồn hỏa thế gia, vô không tổ chức, thiên duyệt thành, cổ ngữ thành, còn có gió mây thành, các ngươi những thế lực này, cũng coi như là Vân Châu lừng lẫy nổi danh đỉnh cấp thế lực. Thế mà đối phó bản thiếu một người trẻ tuổi, hừ, Vân Châu các đại thế lực mặt mũi, đều bị các ngươi mất hết, muốn giết bản thiếu, dựa vào các ngươi căn bản không có khả năng làm đến, hôm nay chỉ cần các ngươi không giết chết được ta, ngày sau chờ bản thiếu đột phá tuyệt thế địa thánh nhất định phải chém chết tất cả các ngươi Hồng hỏa thế gia cung phụng độc la hâm đại thủ lấy xuống lại bắt được một cái huyển ảnh tần trần thanh âm trên không trung phiêu đảng lôi quang lấp lóe dù ai cũng không cách nào nắm lấy ở hắn chân thân rốt cuộc là ở nơi nào thương huyền thành chủ tất nhiên bọn hắn các đại thế lực muốn liên thủ nhằm vào chúng ta không bằng chúng ta cùng nhau xông ra đi đem cái này diêm la bí cảnh bảo tàng truyền đi đến lúc đó bản thiếu ngược lại muốn xem xem những người này còn có hay không sức mạnh bảo trụ cái này diêm la ma tộc thánh chủ bảo tàng truyền thừa. Bực này truyền thừa một khi tin tức truyền ra, e rằng đừng nói vân châu cảnh nội, toàn bộ quản hàng phủ đô sẽ chấn động a. À. Tần trần cười ha ha, âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn, thương huyền thành chủ, đây là mấy mai tuyệt phẩm mà đang, xem như ta cho ngao thanh lăng đại tiểu thư một điểm kính ý, hy vọng nàng có thế sớm ngày tu thành tuyệt thế địa thánh. Đến lúc đó chờ bản thiếu cũng bước vào tuyệt thế địa thánh, liền giúp ngươi bình định cái này mấy thế lực lớn. Một cái bình thuốc từ trong hư không xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở ngao liệt trước mặt, ngao liệt vui mừng quá đổi, lấy tay một trảo, lập tức cái kia bình thuốc bị hắn thu vào thể nội noa phương chu bên trong. Quanh, trong hư không, đôi quan lấp lóe liền muốn hướng về bên ngoài đại điện bộ lao đi, mà ngao liệt cũng toàn thân chấn động, mang theo thương huyền thành các đại thế lực người, muốn xông ra đại điện, chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ, lưu bọn hắn lại. Tiếp Vô Đạo ba người sắc mặt thay đổi, lập tức liền muốn tung người mà ra, chặn lại hướng Tần Trần cùng ngao liệt một nhóm. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Tần Trần bọn hắn bình yên rời đi, bằng không, tin tức truyền đi, cái kia hết thảy liền đều xong, nhưng mà, bọn hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, ầm ầm, vô không tổ chức tuyệt mệnh thủ lĩnh, vậy mà một kiếm chém ra, đem ba người bỗng nhiên ngăn lại, đồng thời, tuyệt mệnh thủ lĩnh thân hình thoát một cái, xuất hiện ở độc la hâm trước mặt. Cũng cản lại độc la hâm ra tay, ngao liệt thành chủ, tần trần tiểu tử, tạm dừng rời đi, bản tọa còn có lời muốn nói. Hắn ù ù mở miệng, hai tay huy động, lập tức, toàn bộ trong đại điện, ma khí dày đặc, hàng khí quanh quẩn, hóa thành một đạo vô hình che chắn, ngăn ở cửa đại điện, hơi ngăn cản tầng trần thân hình của bọn hắn, mà cả người hắn, cũng thu hồi lợi kiếm. Toàn thân không có nửa điểm địch ý, tần trần tiểu hữu, nhìn hắn muốn nói cái gì. Ngao liệt mắt sáng lên, tại cửa đại điện rơi xuống, nhìn chầm chầm tuyệt mệnh, chư vị hà tất như thế cùng nhau giết đâu. Tất nhiên tất cả mọi người đến nơi này, chính là hữu duyên, trở nên chuyện bất quá là cái này ma thi bên trong bảo tàng, đã như vậy, sao không nghe bản tọa một lời. Cùng một chỗ hợp tác, đạt được cái này ma thi bên trong bảo tàng đâu. Cần gì phải nhất định phải tàn sát lẫn nhau, nhưng ngoại nhân chiếm tiện nghi. Tuyệt mệnh hét to nói, ngữ khí trần khẩn, sâu trong anh, lẫn nhau hợp tác, đám người khiếp sợ nhìn xem tuyệt mệnh, cái này vô không tổ chức thủ lĩnh có phải hay không muốn nhiều lắm, phía trước đại gia còn tại liều chết chém giết, người quay đầu liền nói biến chiến tranh thành tơ lụa, cái này sao có thể, nói đùa cái gì, cùng một chỗ hợp tác. Nghĩ cùng đừng nghĩ, hôm nay bản tọa không thể không giết bọn chúng. Tuyệt mệnh thủ lĩnh. Kỳ thực chúng ta có thể liên thủ, chúng ta ngũ đại thế lực liên thủ, chưa hẳn không thể đem cái kia tầng trần cùng ngao liệt ngăn lại, chém giết ở đây. Đối với, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, tiếc vô đạo bọn người nhao nhau đi ra, ánh mắt băng lãnh, toàn thân sát cơ quanh quẩn, ha ha ha, tuyệt mệnh thủ lĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, Nguyên lai là loại này chủ ý, ngươi cũng thấy đấy, đám người này căn bản không có khả năng đáp ứng, hơn nữa, chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi. Tần trần mắt sáng lên, cười lạnh nói, tuyệt mệnh trầm giọng nói, chư vị, nghe bản tọa một lời, chư vị tới này, cũng là vì cầu tài, ai cũng không muốn bảo vật bị những người khác cướp đi, có thế hôm nay, nếu để cho bọn hắn rời đi. Vậy cái này ma thi bên trong bảo tàng, ai cũng không chiếm được, cái nào nặng cái nào nhẹ, ta muốn chư vị hẳn là đều có một trương tính toán. Nơi đây, bản tọa so với các ngươi đều phải tới trước, bởi vậy mười phần hiểu rõ, cái này một tòa đại điện, chính là Diêm La Ma tộc viễn cổ thánh chủ Diêm La thánh chủ sinh tử ma điện, ở nơi này trong ma điện, nắm giữ Diêm La Ma tộc năm đó chí bảo. Vạn giới ma thụ, đây là Diêm La Ma tộc chí bảo, chỉ cần lấy được cái này ma thụ, đừng nói chỉ là thiên thánh, thậm chí ngay cả thánh chủ cảnh giới đều có thể nhìn trộn đến một hào, bản tọa cũng không tin chư vị cam nguyện từ bỏ. Diêm la ma tộc chí bảo. Vạn giới ma thụ. Tất cả mọi người đều là chấn động, mặc dù bọn hắn cũng không biết cái này vạn giới ma thụ là cái gì. Nhưng mà, có thể bị xưng là diêm la ma tộc chí bảo, bởi vậy không phải bàn cãi, không nói những cái khác, ít nhất là cấp thánh chủ bảo vật, phải biết. Năm đó Diêm La ma tộc tại rất nhiều trong ma tộc, cũng coi như là trung đẳng. Nếu như cái này vạn giới ma thụ thật là diêm la ma tộc chí bảo, như vậy thì xem như tại thánh chủ bảo vật bên trong, cũng tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Hừ, nếu như thật có vạn giới ma thụ tồn tại, ngươi sẽ hảo tâm nói ra. Tần trần mắt sáng lên, cười lạnh nói, không chỉ là hắn, liền xem như tiếc vô đạo bọn người, cũng mặc lộ vẻ nghi hoặc vạn giới ma thụ bực này chí bảo, vô không tổ chức sẽ cam nguyện nhường lại, tuyệt mệnh thản nhiên nói, cái này có gì sẽ không nói ra, bản tọa sở dĩ nguyện ý đưa ra đề nghị này. Kỳ thực có hai cái nguyên nhân, đệ nhất thì là không thể để các ngươi ly khai nơi này, các hạ thực lực, bản tọa phía trước đã giải rõ ràng, liền xem như cùng mặt khác tam đại thế lực liên thủ, bản tọa cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể lưu lại các ngươi, mà một khi là để các ngươi thoát đi ở đây, như vậy các hạ cùng ngao liệt thành chủ tất nhiên sẽ đem tin tức truyền ra ngoài tất nhiên sẽ có thiên thánh cường giả đến đây cùng chúng ta lợi ích không hợp đệ nhị kỳ thực cái này sinh tử ma trong điện nguy cơ trùng trùng chỉ dựa vào chúng ta đám người này chưa hẳn có thể đi vào sinh tử ma điện chỗ sâu tìm được vạn giới ma thụ nhưng lại thêm tam đại thành trì cùng với các hạ cùng thương huyền thành cao thủ bản tọa có bảy thành chắc chắn có thể tiến vào sinh tử ma điện chỗ sâu tìm được vạn giới ma thụ bằng không các ngươi cho là bản tọa vì sao muốn ẩn nút ở đây nếu có năng lực đã sớm tự mình tiến vào sinh tử ma điện thâm xử còn cần đến lãng phí thời gian lưu tại nơi này đánh lén các ngươi tất nhiên các hạ tránh thoát bản tọa ám sát như vậy thì lấy được bản tọa tán thành lúc này mới đưa đề nghị chư vị ý như thế nào tuyệt mệnh nhìn về phía đám người cái này trên sân tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc tuyệt mệnh nói tới hết thảy đưa cho mọi người tại đây rung động thật lớn, sinh tử ma điện, vạn giới ma thụ, tuyệt mệnh đối với cái này ma thi bên trong hiểu được, ở xa tất cả mọi người bọn họ phía trên, hơn nữa, tuyệt mệnh nói tới cũng đích xác có mấy phần đạo lý. Vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia người, sớm tại bọn hắn phía trước, liền tiến vào đến rồi đại điện bên trong, nhưng lại không tiếp tục chỗ sâu, rất rõ ràng, muốn đi vào đại điện chỗ sâu, độ khó tất nhiên cực lớn một khi ngao liệt bọn người đem tin tức truyền đi dẫn tới vân châu thiên thánh cường giả nơi này bảo tàng còn có hy vọng của bọn họ sao trong lúc nhất thời Tiết vô đạo bọn người do dự chư vị còn chờ cái gì diêm la bí cảnh tin tức biết được cũng không phải là chỉ có chúng ta càng là lãng phí thời gian như vậy nhận được bảo tàng hy vọng liền càng thấp không bằng liên thủ tiến vào ma điện chỗ sâu đến lúc đó nếu thật có bảo tàng vậy thì đều bằng bản sự há không hay hơn. Tuyệt mệnh trầm giọng nói, lời của hắn. Nhưng tiếc vô đạo bọn người nội tâm không ngừng suy nghĩ, lẫn nhau bí mật truyền âm đứng lên, tiếc huynh, ngươi nhìn thế nào? Ta xem vậy tuyệt mệnh nói, cũng rất có đạo lý, chúng ta liên thủ, chưa hẳn có thể đem ngao liệt cùng cái kia tần trần ngăn lại, hơn nữa, vô không tổ chức cũng chưa chắc sẽ đáp ứng làm như vậy, một khi để bọn hắn rời đi, vấn đề liền phiền toái. Đừng cố quá đáp ứng xem tình huống có đạo lý ngược lại bất kể như thế nào chỉ cần chúng ta tam đại thế lực liên thủ như vậy mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều có đất đặt chân như sự tình đúng như đây tuyệt mệnh nói tới chờ gặp đến nơi này ma trong điện bảo tàng động thủ lần nữa cũng không muộn thậm chí chưa hẳn cần chờ lâu như vậy lát nữa chỉ cần có cơ hội đại gia liền có thể động thủ hừ đã như vậy như vậy thì trước tiên định như vậy Tiếp vô đạo, chú ý lục thần, ngược gió ba người liếc nhau, trong nháy mắt làm ra quyết định, hảo, tuyệt mệnh thủ lĩnh, chúng ta ba thế lực lớn đáp ứng. Tiếp vô đạo lạnh lùng nói, liền phóng tiểu tử này cùng thương huyền thành chủ một ngựa, chờ gặp đến bảo tàng, lại đều bằng bản sự. Tuyệt mệnh cười ha ha một tiếng, ta liền biết ba vị cũng là nhân vật anh hùng, có thể xem xét thời thế. Hắn quay đầu nhìn về phía tầng trần cùng ngao liệt, thản nhiên nói, không biết ngao thành chủ cùng các hạ ý kiến gì. Như thế Diêm La Thánh chủ bảo tàng, hai vị thật sự cam tâm chấp tay nhường cho. Tần Trần cùng Ngao Liệt thành chủ liếc nhau, mắt sáng lên, đã như vậy, vậy bọn ta cũng đáp ứng. Trước tiên tìm bảo tàng, đến lúc đó đều bằng bản sự. Ha ha, hảo. Tuyệt mệnh vỗ tay một cái, chư vị, cái này ma điện cửa vào, bản tọa đã nghiên cứu rất lâu, hơn nữa chúng ta vô không tổ chức đã từng từng chiếm được cái này diêm la ma tộc viễn cổ tình báo đối với nơi này cũng biết càng nhiều bây giờ chúng ta vị trí chỉ là sinh tử ma điện cửa vào trước mắt là một cái diêm la ma tộc đại trận bản tọa đã có biện pháp phá giải lát nữa ta hy vọng chư vị có thể nghe theo bản tọa mệnh lệnh không nên dính vào liên thủ tìm được bảo tàng dễ nói đám người liếc nhìn nhau gật đầu nói chỉ là trong ánh mắt rõ ràng đều riêng có chủ tâm tưởng nhớ, đồng thời, đám người cũng nhao nhao bừng tỉnh đứng lên, khó trách tuyệt mệnh có thế chạy tới đầu tiên ở đây. Nguyên lai vô không tổ chức đã từng từng chiếm được cái này diêm la ma tộc tình báo, nếu không phải là cái này sinh tử ma điện rất khó mở ra, cần đám người liên thủ, e rằng đây tuyệt mệnh cũng sớm đã đi trước lấy bảo tàng, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người càng cả... video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.